Xin chào các bạn. Tôi là Ngọc Anh. Tôi là Kim Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật Around the World. Bước 1 của kỹ thuật Around the World, chúng ta sẽ thả bóng xuống đất và vòng chân qua. Nâng bóng lên. Vòng trong tức là chạm vào má sau, còn vòng ngoài tức là chạm vào má ngoài. Bước 2, chúng ta sẽ thả bóng xuống đất và dùng, nếu mà vòng trong thì sẽ dùng má trong kéo bóng, sao cho bóng cuộn ra lên chân. Còn má ngoài cũng tương tự, kéo nhẹ vào má ngoài cho bóng cuộn lên chân. Bước 3, chúng ta sẽ thả bóng xuống, vẫn kéo như vậy và tiếp bóng. Và tăng tốc độ chân nhanh hơn để đỡ được quả bóng.